nói chung là rất là tình cảm của mình luôn như vậy để cuối cuộc đời. Rồi, nói chung là bán đại sĩ yêu thương cho cả nhà. Dạ, ngày hôm qua con tuyên bố rồi, mẹ là bên ngoại, con là bên nội. Dạ, 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 dạ. Dẫn suốt đời là dạ, như cho vậy. Mẹ vô. Nhìn con này nha. Nhìn con này. Con nữa, đúng rồi, rồi, vô kịp rồi, vô kịp rồi, không sao. Rồi, ba nhìn đây nè. Rồi. Nó đẹp. Nó đẹp. Con nhớ hả? Rồi con chúc cậu đi. Con chúc cậu nhiều nhiều sức khỏe luôn luôn, đẹp trai mà. Đấy. Năm nay cậu phải có người yêu nha. Cậu phải có người yêu để cho con. Con chúc cậu năm nay phải có niềm vui. To là to. Đứng đi. Đi đây này, đứng đây nè. Nó đẹp quá trời luôn. Sao ôm cái mặt khác à. Trời mặt rồi chúc bà cô, con chúc bà cô. Anh ta lại. Khoan, cái đại chứ lấy cho đâu gì rồi. Ôm bà cô luôn. Bà cái nè. Ôm bà cô luôn. Không chứ. Rồi. Cái thằng mình đi chơi. Sao cô. Rồi ôm bà cô chụp hình phải không? Ôm bà cô. Thôi. Được rồi. Ôm mà cô một cái đi. Ôm thôi không không. Dính thân môi không rồi. Rồi. Ok. Rồi đến đây. Ôm thì không cần cảm. Rồi nè. Hai đứa ra chúc Tết cô nè. Đưa đây.